Xin chào mừng các bạn đã đến với kênh Lát TV. Thưa các bạn, hình ảnh các bạn đang xem đây là cái cây sạ đen các bạn nhé, cây sạ đen Hòa Bình. Thì sáng nay đồng nghiệp của tôi có thu hái ở vườn ông Y và mang để phơi, bảo quản và sử dụng. Thì nói về cây sạ đen này thì không còn quá xa lạ đối với các bạn đúng không ạ? Qua các cái thông tin báo chí và các trang mạng xã hội cũng đều chia sẻ về cái công năng tác dụng của loại cây này. Và tại sao cái cây sạ đen này nó lại hiệu quả đến như vậy mà các vùng khác thì cũng có trồng cây này các bạn nhé? Thì theo nghiên cứu của các nhà khoa học ấy, thì cây sạ đen của Hòa Bình ấy thì được thiên nhiên ban tặng và ưu ái về cái thổ nhưỡng ở Hòa Bình, nó rất phù hợp với loại cây này, cho nên là đem về cái giá trị về cái dược tính rất là hiệu quả trong cái việc chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ điều trị bệnh. Vì theo kinh nghiệm của người Mường ấy, thì từ xưa đến nay cây sạ đen được sử dụng trong các cái việc hỗ trợ điều trị các bệnh lý về u biếu, ung thư, như là ung thư phổi, ung thư gan và ung thư cổ tử cung. Và ngoài ra sạ đen được sử dụng để điều trị các bệnh lý về gan, ví dụ như là gan nhiễm mỡ, men gan tăng, viêm gan, xơ gan, xơ gan cổ trướng. Và ngoài ra có tác dụng nữa là hỗ trợ điều trị các bệnh lý viêm nhiễm, hỗ trợ điều trị bệnh lý huyết áp và tiểu đường. Thì ngoài việc sử dụng đơn vị hay là gọi độc vị sạ đen người này ra, thì trong các bài thuốc còn kết hợp vị sạ đen này các cái vị thuốc khác nữa để điều trị bệnh. Ví dụ nó về bệnh lý về gan thì cái sạ đen phối với các cái vị như là cây an xoa tím, cây cà gai leo để điều trị bệnh lý về gan, và ngoài ra rất nhiều các cái vị thuốc nữa. Trên đây là cái nội dung chia sẻ về một số cái tác dụng của cái cây sạ đen. Nếu các bạn thấy clip của mình hay hữu ích thì vui lòng chia sẻ rộng rãi cho mọi người cùng biết, và không quên bấm nút like, nút đăng ký ủng hộ kênh cho tôi nhé các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.